Dạ, bộ xe Lục tỉnh miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại trên kênh. Thì hôm nay em quay lại nhà chú em Sang. Em Sang nói có về một số cây kiển để giao lưu cùng cô chú anh chị. Chúng ta cùng gặp Sang để chi tiết ha. Dạ, con kính chào quý cô chú anh chị, chúc sức khỏe quý cô chú anh chị. Con hôm nay cũng có về được một số cây như mai, kế găng này kia đồ, với lại một quế. Thì con muốn giao lưu đến quý cô chú anh chị, số điện thoại con là 0787904606, con tên Sang ở ngay sân bay Cần Thơ nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Vậy mà mình vô cây đầu tiên luôn hả Sang? Dạ, cây đầu tiên là cái này là cây nu đột biến nha quý cô chú. Dạ. Đợt trước con bán hai cây, đợt này con về cũng được hai cây, cái này là bonsai mini. Lùng lực. Cái này mình vô bẻ cái phom tàn ra lụm rồi. Rồi. Dạ. Này, con đo vô quý cô chú tham khảo. Cũng có tay hết trơn ha. Dạ. Vô dây là vừa ha. Cao lên con tính tới đây thôi là 12. Rồi. Dạ. Cái tàn ngang nó được là 30. Cái hoành gốc ngay vị trí này là được 18. 18. Dạ. 18. Hơn 18 mình tính 18 này. Dạ. Thì cái cây này mã số 1, mai chú thủy nu đột biến. Rồi. Con xin báo giá với quý cô chú anh chị là 450. Bao ship toàn quốc. 450 em. Dạ. Nguyên cái bầu này luôn ha. Nguyên cái bầu này luôn. Rồi. 450 của chú anh chị. Tàn dạ. Nó cũng đầy hết trơn, vô dây vừa. Rồi, nu đột biến hết sao? Dạ, cái này mình bẻ cái tàn dù nhỏ nhỏ vậy là mình chơi rồi, mình cắt rẻ là cho. Nhánh là nó cũng có nu hết trơn. Đây, nu đầy hết trơn luôn. Cô chú anh chị tham khảo là dễ hơn. Đây. Đó. Rồi. 450 hết sao? 450 cây số 1. Rồi, đã rõ sang ha. Tiếp theo là cây, cũng là cây số 2 nha quý cô chú. Dạ. Cái cây này nè, nó bị giống như cái kiểu mà nó chạy da chỗ này nè. Mà nó lành này, nó không có một gì hết trơn á. Rồi, dạ. Sành nè ha. Dạ. Vết cũ ha quý vị xem. Đây là vết cũ chứ không phải vết mới ha. Nó sành rồi. Sành. Dạ. Kéo lại hết. Đây. Đó, cô chú anh chị bẻ cái tàn gì là cô chú anh chị lụm à. Cao lên tới đây được là 13. Rồi, 13. Cái hoành nó được là 16 thôi. Rồi, dạ. 16. Cái tàn ngang nó được là 47. Rồi. Dạ. Cây này giá sao đây sao? Cây này con xin báo giá với quý cô chú anh chị là giá là 500.000đ. Con bao ship toàn quốc. 500k ha. Dạ. Bao ship toàn quốc. Đây, nó có hai nhánh lớn với hai nhánh nhỏ vô lên đây cô chú. Nu cục cục đi. Rồi, 500k bao ship toàn quốc của chú. Dạ, anh chị mã số 2 nu đột biến này, bonsai mini. Rồi, tiếp theo là cái gì đây? Tiếp theo con có cái linh sam. Linh sam hạt gạo. Hạt gạo ha. Dạ. Đây, cây này thành phẩm hả Sang? Cây này thành phẩm. Đây, đây là cái mặt chính diện của cô chú về ồm đó. Rồi. Bẻ không dán giống như kiện cổ à. 5 tay ha. Dạ. Ủa, thấy 4 tay với một chớp đó, là 5 ha. Dạ. Rồi. Mấy cái rêu đó là mình trồng tự nhiên luôn em. Dạ, cái rêu này đắp lên thì mưa quá nó bị xối chỗ này cô chú. Rồi. Dạ, cô chú anh chị về đắp lại, mùa này thì rêu nhóc hết trơn. Rồi. Đây, đây là mặt chính đó. Hạt gạo ha. Dạ. Cao lên nó là 35. Rồi, cao 35. Tán ngang nó là 51. Rồi. Cái hoành thăng thì nhỏ nha quý cô chú. Cái này dạng thành phẩm rồi cô chú. Cái này là 11 thôi nè. Nhỏ nhưng mà nuôi chắc cũng lâu rồi. Dạ. Rồi 11. Cô chú anh chị nhìn cái ngón tay của con nè. Nhiều khi cô chú anh chị nói là cây nó bự cái nhỏ gì đó, mình quay mình không có tưởng được. Nó bự hơn cái tay cái thôi. Dạ. Ha. Bự hơn cái tay cái. Dạ, cô chú anh chị tham khảo. Đó. Đắp rêu rất là đẹp rồi cô chú anh chị. Cây này con xin báo giá với quý cô chú anh chị là cây số 3 là 1,2 triệu. 1,2 triệu thôi. Bao ship toàn quốc. Rồi, 1,2 triệu bao ship toàn quốc. Em đo cái đường kính của cái tay nó, tay bự ở dưới ra được nhiêu rồi sao? Tay bự này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho thử cho cô chú anh chị tham khảo. Cái này là 25. Rồi, đường kính 25. Cái hơn, này là 23. Hơn một gang tay mình đó cô. Dạ. Chú anh chị. Đấy. 1,2 triệu sao ha? Dạ. Rồi, cây này để bàn rất là đẹp của cô chú anh chị. Cây thành phẩm ha. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ chú Sang ha. Rồi, đổi cây Sang ơi.
Rồi tiếp theo là cây gì đây? Rồi tiếp theo là cây gì đây? Tiếp theo là phôi số 4 là cây khế găng nha cô chú. Dạ. Cái cây này thì con giữ nguyên cái phơm tàn của nó. Nặng cô chú về nhanh chơi. Cái này khế găng, khế chua nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này thì già rồi. Bộ rễ thì ra được bộ rễ. Chín mít luôn. Dạ. Con này giữ giữ tàn hay sao ha? Dạ con giữ tàn cô chú anh chị, cái này nhanh chơi. Dạ. Khó cắt thì cũng có luôn. Đó. Đây cây này đế cũng đẹp cô chú anh chị, chơi bonsai cũng được ha, này giữ tàn cũng được ha. Dạ, giữ tàn này nhanh chơi. Nó đủ hết trơn nè. Rồi xa xa cho cái chiều cao luôn xem. Cao tới đây được là 1m27. Rồi 1m27. Cái tán ngang con đo được là 1m15. Rồi. Dạ. Đó. Đây. Đế thấy đều hết trơn ha. Quanh con đo trên đây được là 31. Dạ. Đây cô chú anh chị, 31 quanh ha. Dạ. Nếu mà đo xích dưới đây á, ngay cái cổ đế á, thì nó được là 41. Dạ. Rồi, 41. Đây nè, sát luôn á. Đây. Dạ. Còn cái quanh đế á, thì nó ra kính bầu thì con đo hết cái bầu luôn. Hết cái bầu nó khoảng cỡ 1m6 nha quý cô chú. 1m6 ha, dạ. Nó thứ dây luôn cô chú anh chị. Cái đường kính bầu á thì được là 57, cái này vô chậu 7 nha quý cô chú. Rồi, 57. Dạ, cái bắp tay này á. Bắp tay này được là 17. Dạ. Rồi. Tại khá lớn luôn chú anh chị. Tại bên kia cũng lớn luôn ha. Có bông cây rất là khỏe luôn quý cô chú. Đây, bông khế đây. Cái chua. Cái gà. Rồi, em quay vòng cho thấy cái đế lại cái nơi báo giá luôn xem. Đây, đế đều cho cô chú anh chị. Cái ngăn đế đều mà đế kẹo luôn. Thì kiếm hơi bị khó tại vì con sưu tầm đúng không ạ? Đây. Dạ. Rồi, xe đi em ạ. Đó. Tứ diện hết trơn cô chú anh chị ơi. Rồi, cái này con xin báo giá với quý cô chú anh chị là cái găng mã số 4, cái giá là 3,5 triệu. Con bao ship toàn quốc. 3,5 triệu ha. Dạ. Ship toàn quốc luôn em. Ship toàn quốc luôn quý cô chú. Cái này đi giữ mấy cái tay nó thì cũng bó phải kỹ lắm ha. Dạ, cái này đóng kiện. Rồi, đóng kiện. Kiện cũng khá lớn cô chú anh chị. Rồi. Cây khá nặng ha. Tiếp theo mã số 5. Rồi, số 5 có một cái phôi mai vàng. Phôi mai ha. Dạ. Đây là mặt hình chính diện cô chú nhìn thấy nè. Đó. Nó có lắc ở chỗ này nè. Rồi. Lắc bên đây cái cây trực lắc ha. Dạ. Nó đúng có, trực lắc luôn cô chú anh chị. Nó có chảy xù đế thì đều bốn mặt. Đây cây này nó già lắm ha, mấy đường khía này nó già lắm mà cây già mới ra mấy cái đường. Khánh gọi cho cô chú anh chị xem cái mặt này nó giống như cái hình thú nhưng mà mình không có gọi là mai thú được. Nó rồi. Có cái đuôi nè, cái đuôi quái nè. Rồi. Dạ. Đế thì cô chú anh chị xem một dòng đế. Đế nôm sổ đều hết trơn ha. Dạ, như dạng là nó viên cây. Dạ. Cái ẹo này, cái đuôi này mình giữ lại cũng được ha, mà cô chú anh chị nào muốn cắt cũng được. Cũng có nhiều thứ chơi ha, nếu mà cắt ra đây lấy cái sau này lấy cái chi tử ra cũng đẹp. Đây, cái này là đây xù đâu. Đây, xù chảy một bệt đây cô chú anh chị. Đây nó cũng bắt đầu bể xù rồi nè. Dạ. Thì con xin đo chiều cao tổng thể với cô chú anh chị tham khảo. Rồi. Cao là 97. 97 ha. Dạ. Từ cái mặt bầu. Cái hoành thân thì con đo tuốt ở trên đây. Đây. Hoành thân nó được 30. Dạ. Rồi, 30 đây cô chú anh chị. Còn theo anh em thì đo sát cái cổ đế như đây. Ha. Thì nó là 37. Rồi, sát cổ đế luôn. Tham khảo đó ha. Dạ. 37 ở đây. Rồi. Còn cái cũ đặt đó, bao đặt. Nhiêu nè. Rồi bỏ hai cụm đế đó ra luôn. Trời sức rồi. Nó gần 70 nha quý cô chú, 69. Rồi 69. Dạ. Còn cái hoành đế này rồi con đo nguyên một cái hoành bầu. Tại vì nó ra kính hết trơn bầu rồi.
144. Rồi, 144. Dạ, để ra kính bầu thì cũng mấy đo vậy? Cái bầu này thì đường kính nó là khoảng 50. Rồi, cái 50 cho 7. Dạ. Em đo cái đế nôm rồi bao nhiêu xem? Nôm lên nhiêu đây? Cái đế nôm muốn đo như chỉ này nha. Rồi. Sổ lên là 22. Rồi, sổ 22 ha, tính dạ. 20 đi. 20. 20. Dạ. Rồi. Trực lắc không chú anh chị? Cái phôi mai trực lắc. Mặt nào thì mình nhìn con cũng được hết chứ. Rồi. Dạ. Cây già lắm rồi. Cây này con xin báo giá với cô chú anh chị là giá là 4,5 triệu. Cũng bao ship toàn quốc. 4,5 triệu hay sao ha? Bao ship toàn quốc ha. Nếu gần thì mình cũng có giảm bớt chút đỉnh ha. Dạ. Rồi. 4,5 triệu cô chú anh chị. Phôi mai số 5 em. Phôi mai vàng số 5. Dạ. Mình thấy bông chưa Sang ơi? Cái bông này thì con báo là bông bông mà chủ báo là 5, 6, 7, 8 và bông chùm. Rồi, bông chùm luôn ha. 5, 6, 7, 8 ha. Rồi, rất mong của chú anh chị ủng hộ Sang ha. Phôi mai rất là đẹp. Rồi, tiếp theo là cây gì nữa Sang ơi? Tiếp theo là cây gai. Còn có mã số 6. Cây gai. Bonsai. Trực đó. Trực bay. Trực bay. Một cây trực bay ha. Dạ. Đây có nhánh bay đây cô chú anh chị. Đế thì cô chú anh chị nhìn. Nó bít hết. Trực lên ha. Đế cũng đều hết trơn ha. Tứ diện luôn. Đây có một cọng đế nhưng mà cọng đế này nó không khéo, nó mọc vô xích trong xíu. Nhưng mà nó có đều lắm. Vẫn có ha, vẫn cắm xuống ha. Đây. À, nguyên một bể luôn nè. Cái này là nguyên một bể đặt cái này nói chung là nó chảy theo cái dáng bay cô chú anh chị. Cái đế á, chảy theo dáng bay nhìn cũng có duyên á. Rồi cho cái thùng đo ngay đây là 56. Còn cái ga bay ra đây á là 82. Rồi cái bình thân con đo ngay với em này được là 35. Rồi 35. Còn nguyên một cái bể bể này bể đặt thì được là 59. Rồi dạ. 59. Còn con tính rồi cái đường kính bầu. Đường kính bầu là 46. Dạ. Rồi đường kính bầu 46. Rồi cho con vòng nữa sang đây. Mình đo thử hai cái nhánh lớn ở trên nữa coi hoành là bao nhiêu em. Cho cô chú anh chị tham khảo thôi. 20. Rồi, bên đây 20 nha. Đó chắc cũng bự hơn chút xíu thôi. Đây là 23. Rồi, một dạ. Thân 20, thân 23 ha. Dạ. Một cốt chia làm hai thân ha. Thôi, cái răng này tôi xin báo giá với quý cô chú anh chị là 3,2 triệu. Còn bao ship toàn quốc. Rồi, một cây khế gân trực bay ha. Dạ. Giá là 3,2 triệu em. 3,2 triệu. Bảo chiếm toàn quốc nha quý cô chú. Thì con cũng mong quý cô chú anh chị là nếu mà có gì mà không vừa lòng á thì mong bỏ qua giùm con. Thì con cũng đi mua trong vườn kiếm được những cái phôi đẹp đẹp á thì cái giá trị nó cũng cao cao á. Mong quý cô chú anh chị bỏ qua giùm con. Rồi. Rồi, đã rõ sang ơi. Rồi tiếp theo là cái gì đây? Tôi có một cặp nguyệt. Nguyệt quế. Cặp này cũng bước về được 3 ngày. Dạ. Rồi cũng có hơi xuống lá chút xíu ha, nhưng dạ. Mà thì cái này ra khỏi đất thì nó cũng phải xuống lá chút xíu cô chú anh chị. Xin báo giá một cặp nha quý cô chú. Rồi. Dạ. Rồi cứ xoay vòng đi em ơi. Tại vì nó tương xứng với nhau. Nói chung tàn cũng tròn đều hết trơn cô chú anh chị. Đó. Rồi cho cái thông số luôn xem. Mã số con loại tập luyện mã số 7 là 2 cây. Cao lên là 117. Rồi 117. Tán ngang là 90. Rồi. Đây. Lúc này mưa gió quá cho nên cũng quần thăng ở đây được là 15. Sớm được.
Dạ. 15 cô chú anh chị. Cái cũ là được gì? Cái cũ là được là 28. 28. Dạ. Rồi. Cái thốt thân ngay vị trí này được là 15. Rồi. Dạ. Cái cũ nó nở hay em quay vòng cái cũ cho cô chú anh chị xem. Đó. Cũng tròn nở đều ha. Đây, tàn đây cô chú anh chị. Cái này mình rút về bonsai cũng chơi được luôn. À, để tàn chơi thì nó được luôn, tại vì một cặp mini á mình để hai bên hông nhà rất là thơm. Cái này mình xin báo giá với cô chú anh chị là một cặp là 2,2 triệu. Cái bao tiếp tục á. 2,2 triệu ha. Dạ. Rồi. Rồi, đổi cây thứ hai của thằng Nguyễn luôn sao. Rồi cây này thì lá nó vẫn còn xanh um hết trơn ha. Rồi cho cái thông số luôn em ơi. Cây cao lên là 119. Rồi 119. Lá ngang đó là 94. Rồi cũng tương đương với cây kia ha. Dạ. Cái bình thân đo ngay đây được 14. Rồi 14. Cái bình cũ cũng đo ngay đây được là 23. Rồi. Đây là chú chỉ cái xương tàn đó nè. Rồi em sang vòng qua xem. Đó. Đều hết trơn ha. Đó. Xương dày hết trơn. Cặp này giống như cây trước vậy đó, là cũng là 2,2 triệu cây. 2,2 triệu. Cây sau này một. Dạ. Cặp ha, 2,2 triệu. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn. Toàn quốc. Rồi một cặp nữa cô chú anh chị, 2,2 triệu. Cặp này cặp thả số 7 luôn cô chú. Rồi tiếp theo là cái gì đây em ơi? Một cây nguyệt quế nữa ha. Dạ. Là cũng lá chung bông chùm em. Cây mã số 8, lá chung bông chùm. Rồi. Cây này thì cũng kính tàn của chú anh chị, xanh um hết trơn. Nguyệt thì mình bứng ra khỏi đất thì nó cũng bị rụng lá chút đỉnh ha, nhưng mà không sao ha. Cao lên là 84. Rồi. Tán ngang là 92. Rồi. Cái hoành thang hay chí này được 13. Yếu cái hoành cũ là được 21. 21. Dạ. Rồi. Cái này cũng xin báo giá với quý cô chú anh chị là giá là 900 ngàn. Em quay quay cho coi cái đế, cái này cũng có cái cộng đế ha. Dạ. 900k em. 900k bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc ha, bao sống. Dạ. Luôn ha. Ok. 900k cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Số 8. Mà số 8. Rồi, đổi cây luôn em ơi. Tiếp theo là cây gì đây? Tiếp theo là một cây cây xanh. Dạ. Xanh này xanh cũng lá nhỏ nè ha. Dán đổ rồi cô chú. Dán đổ. Đó. Này vô mình về mình vô dây lại ha. Dạ. Xong cái vô cái chậu nữa cô chú anh chị. Cái này dạng phôi. Rồi em cứ cho cái chiều là chiều dài ở tới đây là 59. Rồi 59. Đây nó cũng đầy tay chưa cô chú anh chị. Cái hoành thăng ở đây con báo được 14. 14. Dạ. Rồi 14 hoành. Đây cái đế đó này. Em quay vòng cho coi cái đế đó. Rồi coi cái thân đổ nó rồi. Đây. Nó cũng thân nó cũng lắc ha, nó dạ. Cũng có những cái co lắc rất là đẹp nè. Đây kéo. Dạ. Đây nó không phải thẳng đơn cô chú anh chị. Đây nó có mấy cái đường chuyển cũng rất là khéo nè. Đó, ra tới cái ngọn là dốt ngọn luôn.
Rồi. Cây mã số 9 này con xin báo giá với cô chú anh chị là giá là 650.000đ. Còn bao ship toàn quốc. 650.000 ha. Dạ. 650.000. Bao ship toàn quốc cô chú anh chị ơi. Một cái phôi xanh nè. Dạ. Về mình chơi dán đổ được. Rồi nếu mà trồng cho nó đổ xuống chút xíu nữa. Cái này mình đổ được tại vì nuôi cũng lâu rồi. Rồi em nghiêng nghiêng cái dán đổ chút xíu đúng rồi. Đó. Thì gãy nó bám vậy nè cô chú anh chị xem, đổ giờ vẫn được. Cái này mình treo nó còn đổ sâu lắm rồi cô chú anh chị. Dạ. Ê, xanh mà dễ sống mà. Rồi, 650.000 ha. Dạ. Bao ship toàn quốc luôn. Đó. Rồi, tiếp số 10. Cái này cái nu đột biến, phong cao. Dạ. Nu đột biến ha. Dạ. Phong cao ha. Đây phong toàn. Cao này mình ít kiếm ít có. Toàn bộ là nó nu hết trơn ha. Dạ. Mình thăng à. Nu cục cục hết. Đây. Đây toàn bộ là nó nu từ trên ngọn xuống tới gốc luôn cô chú anh chị. Gọi là nu đột biến ha. Dạ. Thì lá nó là cũng là lá chung cô chú anh chị. Chung nu đột biến. Cao được là 75. Rồi, cao 75. Nu đột biến thì thoát thân cao ít có ha. Cái này là hoành là 16. 16. Còn cái hoành đế thì cũng có nhưng mà cũng trên đây là 13. Rồi, 13. Dạ. Cây này con xin báo giá với cô chú anh chị là cây nu đột biến mã số 10, giá 1.300.000. Con bao ship toàn quốc. 1.300.000 ha. Dạ. Mấy cái mặt cắt ở trên là sao em? Mình cái nhánh hả? Mình cắt hả? Cái nhánh này mình rút xuống nè cô chú. Rồi. Để mình giữ là một cốt nữa. Đây. Có mấy cái mặt cắt ở đây. Thì con đã xử lý keo rồi. Cái bội này nó mau lành lắm. Đó. 1.000.000 em? 1.300.000. Em bao ship toàn quốc. 1.300.000 ha. Bao ship toàn quốc. Rồi. Ok sang ơi. Máy này chơi dán phân nhân nha, được rồi cô chú anh chị. Rồi một cây khế nè. Tiếp theo một khế này là của lớp trước. Con còn lại một cây khế này con hôm nay con muốn giao lưu lại với quý cô chú á. Rồi. Dạ. Rồi mình cho giá luôn đi em ơi. Cái này là 1.400.000. Bao ship toàn quốc. 1.400.000 ha. Dạ. Đấy. Khế găng. Đó. Rồi cho cái thông số luôn em ơi. Cao là 70. Rồi cao 70. Cao tới đây là 42. Rồi. Cái hoành của nó ngay vị trí này. Được là 29 rồi. Đây, nó dém thước chút xíu mình 29 thôi cô chú. 29. Rồi. Dạ. Cái củ ở dưới là nhiêu đây? Củ này củ đặc. Là 49. Rồi, củ đặc là 49. Dạ. Cái này nó có mặt cắt đây. Kéo xẹo rồi. Đây mặt cắt ha. Thì nó cũng lắc lượng quyển chuyển nhẹ qua đây chút xíu. Kéo lại xem. Dạ. Con thì con giữ chi tay rồi đó quý cô chú anh chị về bẻ đi nuôi nó nữa là lụm. Dạ. Rồi, 1.400.000 em. 1.400.000. Em bao ship toàn quốc. Rồi. Rồi, đổi cây luôn em ơi. Cây số 11. Cây me. Cây me. Cũng là clip trước luôn. Cây này con xin báo giá là 400.000, con bao ship toàn quốc. Rồi, 400.000 ha, cả chậu luôn ha. Cả chậu luôn. Đây cô chú anh chị. Đó thì nó bữa hỏng thì nó trụ lũi giờ nó ra ra được rồi. Đang ra lá non ha. Dạ. Cái hoành này thì tôi có chút xíu à. Cái hoành này được 8 à. 8. Rồi. Còn cái cũ này thì được khá khá hơn chút xíu thôi. Được 18. Rồi, 18. Dạ. Cây cao lên thì được là 31. Rồi, ngang đó là 32. Đó. Mini để bàn ha. 11 400.000, con bao ship 400.000 cả chậu luôn em. Dạ, cả chậu luôn thì nó lắc nè. Đó. Rồi, 400.000 cả chậu bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, còn cái gì nữa em ơi? Con còn cây lai. Đây. Rồi, cây lai. Cây lai cuối cùng mã số 12. Một cây lài cô chú anh chị.
hoa nhài của mình đó. Dạ. Hoa nhài ướp trà phải không? Dạ dạ. Rồi. Thì con cũng bán trên kênh Khánh cũng một số hoa nhài rồi đó, thì cô chú anh chị tham khảo. Cao lên là được 81. Rồi, 81. Cái tán ngang nó được là 88. Rồi. Quần thân được gì đây em? Quần thân được 13. Đây. Rồi, 13 của chú anh chị. Dạ. Thì cái dàn xương tàn của chú anh chị nhìn thấy đó, nó bích chân mình làm cái dù lấy bông thơm. Cây này chơi bông thơm nha quý cô chú. Mình lặt lá cho ha. Dạ, lặt lá hết. Dưỡng cho nó khỏe. Thì cây của con là con bao sống. Chết thì con thường, tại vì con bán ở đây cũng nhiều của những cô chú mà con gửi mà lỡ bu cục làm hư đó thì con có đền. Thì nếu mà quý cô chú anh chị nào có xem á thì có nhớ con một lượt bình luận cho con, cũng như là cái giá trị của con bán sao thì con nói sao thì con làm vậy. Rồi. Cây này con xin báo giá với cô chú anh chị là giá 900.000. 900.000 bảo ship ha. Dạ, cũng là cây cuối cùng rồi, con xin chúc sức khỏe luôn cô chú anh chị một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Thì con buôn bán cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem qua và ủng hộ tiếp con. Cảm ơn. Dạ. Rất cảm ơn Sang đã chia sẻ. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip tiếp theo. Xin chào.